Hello, mình xin chào cô chú. Hôm nay là ngày 10 tháng 2 năm 2019 và bên con đang bán một số giò dendro đen nắng nha cô chú. Và tên của nó là bao thanh thiên. Hoa nó màu trắng tinh luôn mà có cái lưỡi nó màu hơi hồng hồng. Rất là đẹp luôn cô chú. Và hiện tại bên con đang bán đồng giá là 180.000 một giò. Và hiện tại bên con đang reship 2 ngày nha cô chú. Là mùng 6 và mùng 7 là bên con miễn phí ship. Sale sập sàn luôn. Giá của nó là 180.000 một giò. Và khi gửi hàng đi á thì con sẽ bỏ chậu ra như thế này. Tại vì cái này nó cũng mới trồng vô chậu thôi cô chú. Mình về mình trồng lại. Nó mới chỉ mới trồng vào chậu thôi. Đồng giá là 180.000 một giò cô chú. Hoa rất là đẹp luôn. Dendro nắng bao công. Và số điện thoại của con là 0908 846 804. Địa chỉ vườn lan của con phường 4, tuyến Chánh, thành phố Tân An, Long An. Và đây là mặt hoa của nó nha cô chú. Hoa màu trắng và có cái lưỡi màu hồng hồng, rất là đẹp. Và hoa lan mình xin chào cô chú.